Rồi, ăn nha. Đây, chào cả nhà mình nha. Bữa tối miền Tây các bạn. Kìa đó. Rồi chị cua, hai. Cua này cua Bắc Kinh nha bạn. Rồi chị hai. Không tiêu luôn. Ủa, tao lấy vậy? Bữa tối miền Tây. Làm này lỡ trở chứ. Ngồi bán quá trời bán luôn mà không có gùi á hả? Ừ, quá đã. Rồi xong mẹ cái mu rồi. Nghi ngút luôn các bạn ơi. Ghét cái mu rồi. Bỏ cái mu ra. À, mấy con đen nè, quất đen vậy ra. Dạ, nặng cái nó ra. Chào các bạn nha, bữa nay hai anh em đi qua nhà của anh hai em đây ra ngoài đồng để đi cắm câu đêm. Tập trước kìa mấy anh em không thành công, bữa nay đi cắm câu chứ chân cắm dính khế nhóc chân các bạn ơi. Khế nhà ổng cháy từ lừa dưới. Ăn khế trả vàng nghe của tỏi ơi. Ừ. Ăn khế trả vàng nha các bạn. Câu không dính là hôi dính gà đó. Ông giá giờ là hôi dính gà. Gà lắm. To thế. Là tôi nè. Tôi nè. À, chào các bạn nha. Giờ tao với cô tội sẽ đi cắm câu các bạn ơi. Hy vọng cái nhà mình xem clip vui vẻ. Bỏ dép đây. À, làm gà sẵn đi anh hai. Ở tập trước thì mấy anh em bị thất thủ rồi các bạn. Không có một miếng nhớt luôn các bạn ơi. Không lẽ đây là sự thật. Mình đi chỗ khác coi tình hình thế nào. Hy vọng hôm nay sẽ có được con gà. Ủa lộn cá. Cười chưa trời hâm. Ai ừ. Ai có con gà thì có con câu gì đâu sợ. Đấy dám dám là bắt lại đây buộc lại sẵn đi. Anh gọi luôn hả? Thì mấy anh em ra sao các bạn ơi. Mùa này mùa mưa bão rồi. Mấy anh em thì cũng cố gắng làm nhiều clip cho cả nhà mình xem. Lần cả nhà mình ủng hộ mấy anh em ha. Chúc cả nhà mình có buổi xem clip vui vẻ nha. Bụi chai gai 8 tỷ của Võ Tầm. Người có còn thương, thương giùm tôi manh áo dài này. Khép lại viên đầu, một thời dài đau. Ông lái đò giờ đây già yếu lắm. Đây giờ mấy em đang trên chiếc xuồng nhỏ nhỏ các bạn ơi, chiếc xuồng bé tí teo. Vậy cũng vừa mới chìm mới nổi cũng được. Hy vọng hôm nay hai anh em đánh dùng cát có chúng được thì hên xui nha các bạn. Hôm nay thì mấy anh em cắm mồi dế nha cả nhà ơi. Nếu mà không dính thì chủ nhà chết con gà. Hầm quá trời ở nhà chứ này chắc giấy rồi trúng cá. Về miền Tây mua nước nổi thì mấy anh em cũng cố gắng làm nhiều clip về cảnh miền Tây, sông nước, bắt cá, bắt chuột cho giờ mình xem. Mùa này thì nói chung rất tiếc thì ở đây thì mấy anh em làm cái nghề chuột mạnh quá cho nên là mấy anh em mình đi kiếm cơm dân không chuyên nghiệp nó bị thất các bạn ơi. Năm nay mấy anh em lùa chuột với ếch làm quá không kịp lớn luôn. Năm nay thua. Mình quay chút xíu về cái cảnh đi cắm câu rồi chút xíu mình sẽ quay lại với phần ấy cho cả nhà mình ha, thăm câu ha. Trong này có ông ông người dẻ nè, có ông mới bay ra. À, đi với vô khỉ biết ổ ong hay là bên kia bay qua nó ăn ta. Nó bay qua. Thấy không? Một là bên này có ổ, hai là bên kia nó thả qua.
thì trước mắt thì mấy anh em cũng cắm đại mới cần cắm vé mồi vé nha cả nhà, mồi vé mồi huyền thoại. Tội không gài nôm cái cá rô ghét thì thướng tay nha các bạn ơi. Cái chèm luôn, cắm chèm luôn. Ồ cu xanh nguyên bảy luôn. Ta nguyên bảy cu xanh. Anh em tiếp tục hành trình các bạn ơi. Vào mùa nước nổi thì cảnh vật ở miền Tây chung nó yên bình lắm các bạn. Ở đây thì cũng còn một mớ đồng ta chưa có chục các bạn ơi, một mớ mẫu ruộng thì ta chưa có chục gạ, tại toàn còn chét rất là nhiều, mình không biết ý đồ của anh ta để làm gì mình không biết. Đó. Thì ở đây thì cá có thể là nó sẽ dựa vô đây để ta thu hoạch. Đây ta mình thấy người ta cũng có đặt lú đặt đồ nhóc chứ. Mùa nước nổi ở miền Tây thì đa phần thì bà con người ta cũng ai cũng có trang bị những cái phương tiện đánh bắt cá nữa nha, những cái lú, những cái vớn và nhiều cái công cụ khác rất là quen thuộc. Ở đây thì mấy anh em thì đi cắm câu để quay clip cho cả nhà mình xem, mong rằng cả nhà mình ủng hộ mấy anh em ha. Nó có bông súng các bạn, bông súng cơm súng ma. Bông súng ma súng ngày xưa, bông súng đang sống ngon phải không? Đây giờ của tội đang cắm theo mấy cái mé bờ bờ đê đó nha. Nên mình cũng xin nhắc lại đây không phải cá nuôi cái gì đâu nha cả nhà, cái ruộng nha. Cá cũng ai mà nuôi mà cái bờ gì hết trơn nha, bờ nó liền nhau vậy đó. Nó bể hết trơn đó, đâu có ai nuôi cá mà đàn. Rồi cua xanh quá trời. Bốn cua đội. Bốn con đảo. Nãy năm số con dọc hai bầy. Giờ này nó đi kiếm chỗ ngủ. Ủa, cò xanh. Cái này hồi tụng lại Phật nữa rồi. Cắm xuồng. Hay điện khỏi lại không ta? Cắm xuồng sao nó đi được? Đây giờ mấy anh em qua miếng ruộng khác, các bạn thấy không, đâu phải nuôi cá đâu, có đường đi chứ. Mình cũng xin nhắc lại mình quay khoảng tầm 5 phút cho cả nhà mình xem để biết thêm cái cảnh đi cắm câu và cái quang cảnh mùa nước nổi quê mình các bạn. Thì những cái đồng bây giờ lúa toàn nước không các bạn. Câu thì nói chung là chỉ hên xui thôi chứ mình cũng không có chả ăn đâu nha cả nhà. Có hổm thì nghe đồn người ta cấm dính cái chục ký không rồi các bạn. Mấy anh em mới đi mua cần rồi này kia, cần mới không các bạn thấy không, đầu tư dữ vô. Phật luôn, nó lội muốn bệnh luôn rồi. Lâu lâu ra chặn làm cái hết sung luôn các bạn. Bây giờ bên em sẽ cắm dài lên cái đồng gạ bên kia, tại cái đồng gạ bên kia là nói chung là cái đồng chét đó là cá nó dựa nhiều lắm các bạn ơi. Thường thì cá nó vô mấy cái đồng chét này nè, nó dựa để nó ăn, còn mấy chỗ nó chụp rồi
chục gạ rồi là nước không à, là nó cũng không có gì để ăn đâu các bạn. Còn lúa còn thôi không dễ nhảy được chỗ nào dính cá luôn. Nhiều lúc cắm chưa hết cần nó vẫn dính bình thường các bạn ơi, ai đi cắm câu rồi cũng mới hiểu cái vấn đề này ha. Chà, để tiếp tục cắm thêm cần này nữa thì hai anh em sẽ kéo xù qua. Chưa chừng thấy dính con cua bự chà bá này các bạn. Cua càng bự dữ ta. Chứ ngay vậy. Không biết đường thầm luôn. Bà có dưa. Chứ rồi nước lớn vậy là cắm cái tre cắm nữa. Thấy trước là sao dính. Đúng rồi. Đó, thằng đi đâu đẩy mà quận cỡ này á. Cá sấu luôn. Cái gì chịu nổi. Để nổi nổi. Chửi con cá mà nhìn. Bây giờ trên thuyền không còn là hai người nữa mà là ba người các bạn. Không có bên cô cả. Này mà phải mình ở trong vuông ngoài nước mặn cũng ngon ha. Vuông nước mặn cái là có gì phải không? Cua. Dạ, kêu mặn gà đó không biết sao nữa. Vậy mấy nè, Tùng đem giấy với câu xích đây nè. Cắm, tỏi trống. Đây, khi mà người ta cắm cá chê là người ta phải lấy cái giò quậy quậy sình lên các bạn. Quậy sình lên cho nó có mùi sình mùi tanh là cá chê nó hay lại lắm các bạn ơi. Cắm mồi chìm nha cả nhà. Quay lại là dính rồi đó. Lên xuôi. Giờ cái sẻ giò dài thì của tỏi quậy sình cũng dễ các bạn ơi. Mùa này nước cũng khá là sâu các bạn. Đi xuồng ba người bơi phà phà. Giờ cấm thêm cần nữa mình xin kết thúc clip tại đây để cho cả nhà mình bớt cái rút ngắn thời gian lại nha cả nhà. Xin quay lại phần đi thăm câu cho cả nhà mình xem.
cho cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Giờ sống này quay qua phần bắt gà là vừa các bạn. Có cá đớp. Cắm sao sâu nó bị ngập không thấy gần sâu luôn. À, bây giờ mình sẽ quay lại với phần bắt gà, ổ lộn cả thăm cầu. Và xem tiếp bây giờ nha. Nhà con. À, chào các bạn nha. Giờ này cũng hơn nãy giờ một chút rồi. Giờ mấy anh em đi thăm câu các bạn ơi. Quay lại với phần thăm câu ha. Đây bây giờ mấy anh em vừa thực hiện công tác đi thăm câu cũng như vớt ốc luôn nha các bạn ơi. Tránh tình trạng tát đầu. Phương án 2. Cua dốc mình lột mình trộn chung luôn các bạn ơi. Bây giờ đi kiếm mấy cái củ tỏi, của củ tỏi đâu rồi? Chưa thấy động đại gì các bạn. Ấp tụi ơi. Kìa, trời lóc cái bự kìa. Kìa, bự cho bá luôn này. Đây nè, mới chìm xuống rồi. Rủ ốc bự hết biết luôn. Đó. Này nắm lấy cái vợt theo trời. Hay quá trẻ ơi. Để em làm ăn chút trẻ ơi. Sẽ hát hoài trẻ ơi. Mày bị càng cao luôn rồi trẻ ơi. Hay quá trẻ ơi. Nãy tối này đi dạy con cá nhóc ha. Bên này cá nhiều lắm á, thấy nó chạy gốc gã để chạy thịt nha. Trời, sao ngoài này sao lớn quá vậy? Che báo quá che ơi. Tối như lầm lắm luôn. Quá trời ốc luôn rồi Tùng ơi. Đấy, xong lụm ốc. Cánh mấy ốc á. Nè, nhóc luôn. Tại đi, quỡ nhóc thôi đó. Mấy ốc nó gì nó mập á ha. Lửa hởm không phải nói chứ đi với củ tỏi cắm cầu lửa hởm mà chịu mà đi theo mấy cái cây thì bắt ốc đẻ thôi cũng biết nhiều. Chưa thấy gì chừng gì ta. Đã sáng đi thăm. Ôi cá làm cái sộn ghê không cả nhà. Chưa thấy. Ốc xấu quá xấu rồi. Bỏ đại đi. Vớt đại đi rồi mình lựa là sao. Chưa. Quay lại vô mất tiêu chưa. Thà giết lầm đừng bỏ sót. Đó tao Tùng nè. Chìm chút luôn nè Tùng. Nó bự nó khôn chứ vừa vỏ vừa lại cái nó chìm chứ từ. Hồi vô được chục ký bán được mười mấy ngàn. Bán được mười mấy ngàn á. Được bịch nước đá nữa thôi. Chung là cấm câu để cho ốc gom lại thôi các bạn chứ cá mắm gì đâu các bạn ơi. Đấy, có cần nào liệt không tôi lội xuống liền á. Cặp ốc cho bá luôn rồi Tùng. Trời.
bắt tại thử đi, chừng cá chuối á có khi nào không hên nó xui. Lên luôn đi, hồi hồi đi thăm sao hồi quay phim luôn, lỡ nó dính đẳng không chết luôn à. Hả? Lên luôn đi mất công gấp gì. Ừ. Ở đây dắt ốc kiếm sống mọi ngày cũng được, ăn ốc không. Cái gì ốc này nè làm trộn gỏi ngon lắm này, củ tỏi luộc xong sắc mỏng mỏng làm nước mắm ngon. Trời ốc nào đấy nè, giới không tới các bạn ơi, đang quay bắt không được. Có không? Thấy ngập cần rồi đó. Này che đèn chớp rồi nó mới thấy được ông ơi. Đó, bự bự không có tùng. Cỡ đó thấy là sao nữa, thấy lại sao nữa, thấy vô chỗ dò em rồi. Nhỏ không phải nhỏ, nhỏ. U. Thua này mình bày cái khác đúng không? Bắt ốc trừ. Cái này là sao phải thủ cái giọt theo mới được. Giọt ốc luôn. Chà, không lẽ chưa thấy rồi con đầu bắt đầu có rồi nha bạn ơi. Bơi tới quay nó bập cần cái rồi. Đây mình xích lên chút xíu coi bập cần chơi các bạn. Ô ô rồi 800 trời cái xíu không nổi. Đỏ nổ nổ thấy không cảnh này không. Trời ơi. Ký bảy các bạn ơi. Đột mà. Tới xuống tông xuống tông. Đây. Ký 2. Ký 2 mà sai mười mấy ký, mười mấy con các bạn. 6 7 con à. Đi cặp giường cắm là đúng bà. Nó bự hơn cá lóc nữa trời. Quay về. Ồ, ở trong vườn quá. Có dính cá là thấy cũng mừng đó các bạn. Không bị bể đầu rồi đó. Tập trung bắt ốc nè anh em. Khương ơi là Khương. Quá đã. Một con cá lóc đầu tiên các bạn ơi. Và mười mấy con ốc các bạn. Chứ có cua có ốc là mình thấy cũng được rồi đó các bạn. Có lý. Bự lắm, nãy con gì bự không bắt hụt nãy giờ bắt được. Cái tay hút quá. À, cái tay không tới luôn, sợ ấp vỏ. Con ốc trà bá lửa luôn.
Tức thiệt, tức thiệt. Ốc bự luôn á. Nhìn này dở dở không lên luôn cái nước này. Tối mình đi đẩy côn cái tới chuyện. Đâu có đâu lấy mua cái đèn loại thứ cái đèn mà sợ nó cầm đi nó không lâu thôi. Cái đèn mà zoom ra thứ cái đèn của em nó của tỏi cũng gọi được. Trời, em gắn dãy đèn led cũng được vậy. Gắn cái dãy đèn led nhỏ 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 nó vậy chứ nó sáng lắm á. Ừ, ồ ngốc cái bự nè. Hết không biết luôn. Sâu dữ hả Tùng? Anh em sẽ ụ này ốc bự bự không nè. Chúng rồi các bạn ơi. Chúng rồi. Ốc con nào nấy bạn rồi. Cái kèo này thấy không có khơm rồi. Nhà đồng trên gỗ không cắm bằng mười mấy ký. Quá cái kết. Bơi theo luôn có tỏ cái gì thấy ốc nữa. Đi không được nữa rồi. Ủa, con đó không bị hư hả? Tát dữ chưa? Bữa nay chắc cháu 2-0 luôn á các bạn ơi. Bị sảy á. Đây nó chắc bị sảy quá. Mắc vé. Hết rồi không? Rồi hiểu rồi các bạn. 2-0. Giờ bên em đi vét ốc các bạn ơi. Kệ không. Thấy là mấy em ốc bữa nay thế mạng nè. Vậy đó hả?
đâu phải để ổ nuôi nó cháo rồi ăn đỡ. Đồ có lóc táp. Táp u vơ không. Đây sau một cái buổi đi thăm câu của mấy anh em được nhiêu nè các bạn. Sao cái ốc bự không rồi. Cua nữa. Cua có sẵn nha, cua trong vỏ sẵn. Đồ gì vậy? Sao cái ốc bự bự. Như đây cũng mệt lắm nè. Không chứ ai. Trời ốc tiễn vậy gì. Tránh rồi, tránh bị thiếu mồi à. Cua, cua đồng miền Tây các bạn. Cái tay xài không gom gom vậy. Được không à. Quá trời đầu à. Càng nhỏ nó mới càng dữ. Ôi, thật bò. Nhỏ đẹp đứt tay luôn. Quá trời đồ à. Quá trời. Để xuống cầu mà nhiêu đây nè các bạn. Chắc còn cá, còn cá một của tính xét queo luôn. Đây, nêm vô các bạn ơi. Luộc, luộc. Tập 1, luộc. Luộc cua, luộc ốc. Đây, còn xem tiếp bây giờ nha. Vậy rồi, dính trưởng rồi. Bữa chơi gai qua cái kết. Chơi gai. Đây, tiếp tục các bạn. Đây, giờ đi vô tới nhà thì của tỏi bứt ít xả. Để luộc xả cho nó thơm thơm các bạn ơi. Kiếm lá ổi rồi. Lá chanh, lá bưởi vậy. Lá bưởi vậy. Bẻ lá bưởi bỏ vô. Bởi vì nói bữa nay trúng mà cãi không à. Lấy bức xả là không biết rồi. Tới tài. Trời ơi, ta trúng vậy thôi chứ nồi nữa, mấy nhiều rồi đâu có nói tính cá bọng gì. Luộc gì? Luộc luôn, làm gì giờ? Được có con cá lóc một. Nó sống ra ngoài luôn, nhịn đói luôn. Thấy rồi, thấy rồi, phải nói. Con đó hả? Con một lớn, nó ghê không? Nghe nói cá dính mười mấy ký không mà sao kỳ vậy trời. Nghe thằng hồ đồn ghê quá. Được, luôn, dính xả luôn các bạn ơi. Dính xả luôn. Đổ trên, đổ che. Này, tôi tỏ xe dạo sơ luộc các bạn ơi. Nè còn có cua nè. Ừ. Huy động 500 anh em đi cắm câu vào cái kết. Bà chủ ruộng mới cười. Nó tao nói rồi, cãi không. Trời nãy chị hai cho nó trước. Giờ này nãy gì nhổ lông cặp vịt có bộ ngon rồi. quá trời đồ rồi các bạn ơi. Này bỏ vô máy giặt á, nó sấy sơ cái là sạch đống đây nè. Quá trời đồ rồi. Wow.
cắm câu dính cua ố bò đó hết kìa. Dính nắp đây. Để nè nắp này gì nữa coi. Bộn sạp bốc bên kia vậy. Đó đó, có đó. Hả? Chúng chúng cua của thì nhanh phụng rồi. Còn con cua nữa kìa. Bỏ. Quá trời đồ rồi các bạn ơi. Quá trời khán giả các bạn ơi. Rồi hết bình ga luôn các bạn ơi. Quá trời cá luôn phổ môi. Nãy kêu nhỏ làm dịch đi là vừa cãi không. Ừ, nãy giờ cá muối tiêu chanh muối muối ớt kìa rồi. Có đâu ruột rồi. Đây, một buổi tối bận bịu của mấy anh em các bạn ơi. Giờ buổi tối đang bằng cái bằng cơm mẻ sá ớt để họ chấm ốc các bạn ơi. Ăn này cho nó kèm lại nha, chứ không phải tụt quần hết. Không. Mà anh làm dịch còn kẹp. Ở này nãy ra gánh làm sẵn ha. Mà đâu nghĩ để bị thắt cá vậy. Được luôn. Đây, quá trời đồ rồi các bạn ơi. Buổi tối miền Tây đơn giản các bạn ơi. Ốc mà còn đóng gông nha mới ngon nha. Tại người không biết á. Chạy nãy ta bỏ cái lóc nó vô mình thả luôn. Được luôn. Được cái mẻ luôn. Thấy nước húp rồi ha. Hấp vậy luôn nữa hả? Ừ, đây ốc hấp cơm mẻ các bạn ơi, lần đầu mới thấy các bạn ơi. Rồi. Ghê vậy. Wow. Quá khứ. À, trời ở quê ăn vậy là quý vậy các bạn ơi. Đây mời cả nhà cùng thưởng thức mấy anh em qua mạng nhỏ nè. Rồi sớm mình đâu hết rồi, kêu lại hết đi. Đây cơm mẹ các bạn ơi. Trời ơi. Rồi sớm mình đâu, điện thoại là lại hết đi. Ôi, ơi. Cứ tới nè. Hơi tài thì chứ trời. Đầu gói bóng chiếu chiếu luôn trời. Cái đầu gói nè, giống cái mặn cầu chính ha. Bóng hới luôn trời. Giống thổi bù quá. Rồi. Rồi rồi. Vô. Thấy chưa? Thấy rồi. À, lát một cái. Rồi, ăn đây, ở nhà mình nha. Buổi tối miền Tây các bạn ơi. Dạ đó. Rồi chị hai. Cua này cua Bắc Kinh nha bạn. Rồi chị hai. Không tiêu luôn. Buổi tối miền Tây. Làm này lỡ chả. Ngồi bán quá trời bán luôn mà không có rùi á hả. Ừ, quá đã. Rồi xong mẹ cái mua nghi ngút luôn các bạn ơi. Ghét cái mua rồi. Bỏ cái mua rồi. Hả? À, mấy con đen nè, quất nguyên vậy ra. Vậy yeah, nặng cái nó ra. Mấy dần giờ sang hết trơn mấy ngắm. Rồi, ăn không nổi rồi. Dạ, không nổi á. Đập luôn mẹ bánh cơm. Miền Tây nói chung là không có gì quý nữa mà có cua vàng, cua đồng rồi này kia ăn bãi bãi. Chắc cái kiếm cho hử táo luôn có xài đó. Ủa quá giờ lội chắc chết quá. Cái táo hụn đó, trong vỏ. Cái vỏ hụn kìa. Rồi làm gì cho hết. Này đi dạo dạo vớt vài con chơi thôi nha. Người ta đại đất riêng nha. Đại đất cho phụng. Đất cho
cho mà vịt ăn nè. Cho ớt hả? Ngon tới luôn. Ốc rồi đấy rồi. Ớt nữa nè. Ớt tài các bạn. Mới đây á. Mới không biết có đi làm không á. Đặc sản mua nước nổi không mua vàng. Làm cho người ta hai cho gọi hai ba bữa nữa. Làm nhà đó. Làm căn làm nhà trước thì rồi còn nhà sau. À. Cầu tắm. Nó làm đâu có tính tiền đâu. Thấy vui rồi các bạn, ở quê vui đó các bạn ơi. Tối cái súng lại hàng xóm lại cái vớt ốc rồi cái mình lay gai nhẹ nhẹ vậy đó. Bữa nay hơi đau bụng chốt kệ. Nó mối nè. Nhiều con mình cá gì chứ. Nó cắt tên cho cá ấy. Bỏ ra. Quay dưới nó lấy cái luôn cái ốc ở dưới quê giờ lớn luôn các bạn. Ốc của vợ tổng nuôi. Mà buông à, bệnh nó xin thay buông mặt tuột không mập vậy. Mình nay buông mặt tuột xin muốn. Không nói nhỏ nhỏ này, ta nghe ta dội mà thôi. Luôn, con này mới tới nè. Nuôi bài dịch lời được có mấy tấn ốc đó. Quá trời ốc đó. Dịch nó lựa hết dịch ốc. Gì nè mấy con này trắng pha. Có trắng luôn nè trời. Ốc cái đầu dằn khe luôn ha. Ủa mới mất sao không ra bao tử vậy? Trời ăn bao tử vậy trời. Nè. Quá trời ốc rồi. Con này ăn mấy tới bao tử nó bỏ ai rồi vứt cái này cho nó em chuyện cái. Ốc vàng ăn phải vậy nè các bạn. Trời ơi trời đã. Thế gì vậy rồi? Tới luôn. Tới bao tử. Nha, ăn con này tối nay để ăn trứng. Ăn bẻ là đồ bánh hoa ra máu hổn vô. Ừ. Rồi trời ừ, nãy có ngủ đó không có vô đâu. Nãy ăn có 2-3 kg ốc rồi nằm ngoài luôn kìa các bạn. Bụng kinh bình luôn hả. Hổm gãi không có mưa đâu, giỏng không khô đâu nghe. Ngồi ghế đi dễ lao hơn. Gì vậy? Tới gì đâu trời ơi. Chạy tới đẳng là lấy dây chuối tại buộc ngang hai ống là vừa rồi. Buộc hai ống rồi đó. Rồi rồi đã. Dịch năng sống được không lẽ mình ăn chín không được. Bây giờ không có rượu mình chơi giấm được không ta? Thấy tao chơi giấm. Nãy tính gà mới chua. Trên bánh ấy cua độc rồi. 21 này cua đồng này cua bắc kinh nè các bạn, cua bắc kinh các bạn ơi. Cua đó. Đồng luộc chấm cơm mẻ chấm muối tiêu chanh. Cua này bắc kinh á, bắc cái gì kinh thứ gì chịu nổi. Bữa nay mình nát nhai gõn gõn răng thiệt. Mấy người mà trồng gan giả đâu dám gỡ mấy này đâu. Không bao giờ dám gỡ. Ta sợ dữ lắm. Bảo vệ hàm răng. À, cái này giống ăn bún quá vậy ta. Mắt nhúng tay hoài. Gỡ chứ. Cho gì? Cái thế à? À, vô. Vô ơi. Quá trời ngốc rồi. Uống cua chứ lộn. Cua này cũng thật thật. Ừ. Mới không rồi nhỏ câu chưa? Cua bao thịt chưa? Rồi chắc tâm lên quẩn luôn á. Quẩn nữa. Quẩn nhất em mấy cái ốc nữa. Không dính là bẻ ăn câu rồi. Bẻ đừng bẻ nhỏ đem lại tao. Cái nhỏ bỏ xuồng đây. À mùa tới giờ chưa mới dính được con còn đó. Chết luôn. Cái ăn câu đó muốn cắm là phải làm lại. Không phải đâu, tại cá nó mà. Cá còn ngồi. Ủa chứ vô thử ơi, táp thử ơi, cái mỏ không treo đó luôn, sợ chứ. Tại câu tại gì. Còn cái lóc nãy nó dính mình nó không dám nhúc nhích luôn ha. À, chào các bạn nha. Sau khi mấy anh em với
Dạ bữa nay cô chú này kia tiêu thụ xong rồi, giờ là xong nữa các bạn ơi. Giờ ra thăm cá đợt 2 các bạn ơi. Để coi có không có thì mấy anh em về luôn.